Xin chào các bạn, mình là Bích, mình đến từ công ty Điều Hòa Phúc Khánh. Ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu đến các bạn cách sử dụng điều khiển đa năng của chiếc máy điều hòa. Thì chiếc điều khiển đa năng này có thể sử dụng cho hầu hết các loại điều hòa có mặt trên thị trường hiện nay. Và để sử dụng được điều khiển điều hòa đa năng này thì việc đầu tiên bạn hướng cái chiếc điều khiển về phía máy điều hòa, sau đó nhấn và giữ nút set trong vòng 5 giây ạ. Khi nào màn hình ở phía dưới bên phải có chiếc điều khiển với nhấp nháy thì thôi bạn nhé. Thì tiếp đó bạn nhấn nút set thêm một lần nữa để điều khiển tự động dò mã tín hiệu của máy điều hòa. Khi mà dò đến mã đối với chiếc điều hòa của gia đình bạn thì máy sẽ phát ra một tiếng bíp ạ. Thì lúc đó bạn sẽ nhấn phím OK để dừng lại quá trình dò mã. Bạn nhấn OK một lần nữa để xác nhận ạ. Như vậy là bạn đã dò được mã phù hợp với lại chiếc điều hòa của nhà mình rồi ạ. Sau khi mà bạn đã chọn được mã phù hợp thì bạn có thể dùng điều khiển này như những chiếc điều khiển thông thường. Thì để lựa chọn được cái chế độ của chiếc điều hòa thì mình sẽ nhấn vào nút mode. Lúc này thì sẽ có 5 chế độ, đó chính là chế độ tự động này. Đấy ạ. Chế độ làm lạnh có hình bông tuyết ạ. Tiếp theo đó chính là chế độ hút ẩm thì có hình gió sương. Chế độ quạt gió thì có hình cái quạt ạ. Chế độ nóng thì có hình ông mặt trời. Đấy. Khi lựa chọn được chế độ rồi thì mình tiếp tục là chỉnh nhiệt độ lên xuống. Đấy, có hình mũi tên tam giác ạ. Đấy, thì bạn sẽ chỉnh sao cho bằng phù hợp với lại nhu cầu sử dụng ạ. Tiếp theo là tốc độ quạt. Thì để lựa chọn cái tốc độ quạt này mình ấn vào nút Win. Nó có các nút các lớp như sau: cao này, trung bình này, thấp này và tự động các bạn nhé. Tiếp theo là nút em swing. Đó. Thì nút này sẽ điều chỉnh cánh vẫy theo từng nấc ạ. Cứ mỗi lần bạn ấn thì nó sẽ dịch lên hoặc là dịch xuống một chút nhé. Tiếp nút bên cạnh, nút A swing thì đây là nút điều chỉnh cánh vẫy tự động ạ. Nút F cool, đây là chế độ làm lạnh cực nhanh các bạn nhé. Đó. Nút bên dưới F hot, đấy, chế độ làm lạnh đầm nóng nhanh. Đó. Tiếp theo bên cạnh có là nút time on và time off. Thì đây là điều chỉnh cái báo thức các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là nút clock. Đấy. Đây là điều chỉnh giờ ở trên chiếc điều khiển của bạn ạ. Đấy. Thì vừa rồi mình vừa giới thiệu đến các bạn cái hướng dẫn sử dụng chiếc điều khiển điều hòa đa năng. Thì mong rằng qua video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn là dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng máy điều hòa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.